À, xin chào các bác, em Vũ Máy Chiếu. Hiện nay em vừa về được một con máy chiếu, đó là mẫu Visionix BS747 4K. Thì dòng máy chiếu Visionix BS747 4K này có độ sáng là 3500 lumen, độ tương phản là 12.000:1. Các bác xem, thì máy trang bị hai cổng tín hiệu vào HDMI, một cổng VGA, máy công nghệ DOB Super Color, có hỗ trợ HDMR. Đây, các bác nhìn hình ảnh máy chiếu, đó là con Visionix BS747K. Thì con máy này nó còn khoảng 90% nha các bác. Đây, máy hình thức thì nó còn rất là mới. Đây, hiện tại em đang chiếu thử hình ảnh lên từ laptop, các bác có thể thấy được màn hình laptop em để phía dưới. Thì nếu như các bác nào mà ưng máy chiếu xem phim gia đình mà máy chiếu 4K, thì các bác có thể tham khảo những mẫu máy chiếu như là Visionix BS747 4K này. Máy em về, máy còn rất là mới. Đây, các bác có thể thấy. Nếu mà để kiểm tra máy thì các bác có thể xem những cái cổng tín hiệu vào. Đây, những cổng tín hiệu về cũng rất là mới. Thì máy này chiếu được tầm khoảng là gần 500 giờ nha các bác. Em đang để chế độ chiếu. Thì hiện tại trong không gian phòng em đang để là điện sáng nha, điện cũng sáng. Thì tại vì máy được trang bị độ sáng lên tới 3500 lumen, cho nên mình có thể chiếu trong phòng khách hoặc là chiếu trong phòng ngủ. Độ sáng mình để tầm vừa phải thì mình vẫn có thể xem ok vô tư nha các bác. Còn nếu như là mình ở trong phòng ngủ thì mình nên tắt hết bóng điện, giảm thiểu độ sáng để cho nó sẽ thể hiện được cái hình ảnh chi tiết nhất của máy nha. Máy có hỗ trợ 4K UHD, có HDMR, máy chiếu rất là đẹp. Hiện tại không gian em đang mở điện đây để em thử bật cái bóng điện cho các bác xem. Đây, em đặt cái bóng điện đây, máy còn rất là sáng. Thì đây, hình ảnh sau khi mà em tắt hết các bóng điện xung quanh nha. Đây, hình ảnh các bác xem, máy lên rất là rực rỡ nha, sáng và đẹp. Đây, hình ảnh laptop của em ở dưới, các bác có thể thấy hình ảnh lên, màu sắc lên rất là đồng đều nha. Thì bác nào đang có nhu cầu mà ý định mua máy chiếu phim gia đình mà các bác có ân máy mẫu 4K như thế này thì cứ liên hệ với em. Máy em về thì máy nó còn rất là mới. Bác nào ở thành phố Hồ Chí Minh thì có thể ghé bên em xem thực tế tình trạng máy. Máy tình trạng 90-95% nha các bác. Thì bên em chỉ chuyên bán những máy chiếu lướt cho các bác sử dụng. Chế độ bảo hành thì bên em cũng bảo hành từ 3 tháng tới 6 tháng cho máy. Bên em bảo hành toàn bộ. Rồi, cảm ơn các bác đã xem video clip của em. Thì trên các video clip của em thì em chỉ giới thiệu sơ về các loại máy chiếu bên em, về máy chiếu chất lượng hình ảnh như thế nào. Chất lượng đạt khoảng 90-95%, chứ em không có nêu đi quá sâu và chi tiết vào trong máy chiếu. Thì nếu như các bác có nhu cầu mà mua máy chiếu thì cứ liên hệ với em, thì máy bên em bán ra bảo đảm chất lượng cho các bác khoảng 90-95%. Còn mà về các bác nào mà có nhu cầu kiểm tra sâu hơn vào máy thì cứ tới trực tiếp với bên em, các bác có thể xem máy thực tế. Visionix nha các bác, B747. Thì máy này các bác, nó mà các bác chiếu nó lên phòng tầm khoảng 120 inch, thì mình đặt máy cách màn hình chiếu nó rơi vào khoảng tầm 4 mét rưỡi nha các bác, 4 mét rưỡi là full màn 100 inch, 2 mét 65 chiều ngang,
chiều cao nó được khoảng 1,5 m nha. Đây, máy rất là sáng. Thì em cũng hỗ trợ các bác nào mà ở thành phố Hồ Chí Minh muốn mua máy mà lắp đặt thì em vẫn hỗ trợ miễn phí lắp đặt cho các bác. Các bác ở xa thì em sẽ ship máy về tận nơi cho các bác. Cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác ở trong một cái video clip của em. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác.